Báo Dân Chí đưa tin bang chiến trường là thuật ngữ được dùng để chỉ những bang có số phiếu đại cử tri lớn và không ứng viên đảng nào giành lợi thế rõ ràng trong các cuộc bầu cử. Mỗi ứng viên đều có một số bang chiến trường buộc phải thắng để giành đủ 270 phiếu đại cử tri để bước vào Nhà Trắng. Trong số 7 bang này, có hai bang đại chiến trường gồm Pennsylvania và Georgia do có số phiếu đại cử tri lớn. Arizona có 11 phiếu đại cử tri và các điểm bỏ phiếu của tiểu bang này sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ theo giờ miền đông. Ông Trump từng giành chiến thắng ở Arizona vào năm 2016, nhưng sau đó đã thua xít sau trước đối thủ Joe Biden vào năm 2020. Georgia có 16 phiếu đại cử tri và các cuộc thăm dò ý kiến đóng cửa lúc 19 giờ theo giờ miền đông. Cựu tổng thống Trump cũng đã thắng ở tiểu bang này vào năm 2016 nhưng lại thua vào năm 2020 với số phiếu phổ thông cách biệt chưa đến 12.000 phiếu. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một ứng viên đảng dân chủ giành chiến thắng ở tiểu bang này kể từ sau cựu tổng thống Bill Clinton vào năm 1992. Những cáo buộc rằng ông Trump và các đồng minh từng tham gia vào một âm mưu nhằm lật ngược kết quả năm 2020 của Georgia hiện đang là tâm điểm của một phiên tòa xét xử ở quận Fulton, nhưng ông Trump bác bỏ cáo buộc về hành vi sai trái. 15 phiếu đại cử tri của Michigan đã thuộc về ông Trump vào năm 2016, sau gần 3 thập niên ủng hộ Đảng Dân chủ và tiểu bang này cũng đã đảo ngược tình thế vào năm 2020 với chiến thắng thuộc về ông Biden. Michigan là một phần của cái gọi là bức tường xanh của các tiểu bang ở khu vực Trung Tây được coi là rất quan trọng đối với Đảng Dân chủ. Nghị sĩ Debbie Dingell gần đây cho biết bà tin rằng tiểu bang của bà sẽ vẫn cạnh tranh cho đến khi lá phiếu cuối cùng được kiểm vào ngày bầu cử. Các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở Michigan đóng cửa lúc 20 giờ theo giờ miền Đông, nhưng một số điểm bỏ phiếu nằm trong múi giờ miền Trung và đóng cửa lúc 21 giờ theo giờ miền Đông. Vì vậy, cả ông Trump và bà Harris đều đã nhiều lần đến tranh cử tại bảy tiểu bang trên, nơi cuộc thăm dò của CBS News cho thấy các ứng cử viên gần như ngang nhau trong quá trình dẫn đến ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, sau một chiến dịch tranh cử khó khăn. Nevada đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong bốn cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với sáu phiếu đại cử tri. Nevada có tổng số phiếu bầu thấp nhất trong bảy tiểu bang chiến trường. Các điểm bỏ phiếu tại tiểu bang này đóng cửa lúc 22 giờ theo giờ miền Đông. Bắc Carolina vẫn đang phải đối mặt với hậu quả tàn khốc của siêu bão Helen. Cả hai ứng cử viên Trump và Harris đều đã đến thăm khu vực này để động viên người dân đối phó với cơn bão. Đảng Dân Chủ chỉ giành được 16 phiếu đại cử tri của tiểu bang này trong hai lần kể từ năm 1968, gần đây nhất là vào năm 2008 khi cử tri ủng hộ ông Barack Obama. Ông Trump đã vượt qua đối thủ Biden tại tiểu bang này vào năm 2020 các cuộc bỏ phiếu tại Bắc Carolina đóng cửa vào lúc 19 giờ 30 phút theo giờ miền Đông. Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri là bang chiến trường quan trọng nhất đối với cả ông Trump và bà Harris. Tổng thống Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2020, trong khi ông Trump đã giành chiến thắng tại đó vào năm 2016. Bà Harris và ông Trump đã đến tiểu bang này ít nhất 20 lần trong những tháng trước cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiếu ở Pennsylvania kết thúc lúc 20 giờ theo giờ miền Đông. Các cử tri Wisconsin đã ủng hộ đảng Dân Chủ trong nhiều thập kỷ cho đến năm 2016 khi ông Trump lật ngược tình thế và giành được 10 phiếu đại cử tri. Các cử tri đã quay lại với phe Dân Chủ vào năm 2020 khi ông Biden giành chiến thắng tại tiểu bang này. Các điểm bỏ phiếu ở Wisconsin kết thúc lúc 21 giờ theo giờ miền Đông. Theo các nhà phân tích, ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng bằng cách chiến thắng ở ba bang chiến trường gồm Georgia, Pennsylvania và Bắc Carolina. Theo đó, dù cựu Tổng thống có thể thua ở bốn bang chiến trường còn lại, vẫn có thể đắc cử. Với bà Harris, việc giành được 35 phiếu đại cử tri từ Georgia và Pennsylvania sẽ giúp bà dễ dàng tiến sát ngưỡng 270 phiếu tối thiểu để giành chiến thắng. Chỉ cần giành thêm chiến thắng ở một trong bốn bang là Michigan, Pennsylvania Bắc Carolina hoặc Arizona, bà có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Hiện nay, cuộc đua tổng thống dường như đang tiến nhanh đến một kết quả chung cuộc với loạt thăm dò cuối cùng của tờ New York Times và Siena College cho thấy bà Harris đang giành lợi thế ở các bang Bắc Carolina và Georgia, trong khi ông Trump dẫn trước ở Pennsylvania và duy trì lợi thế ở Arizona. Các cuộc thăm dò cho thấy họ đang bám đuổi sát nút ở Michigan theo các nguồn tin cử tri có thể phải đợi qua đêm bầu cử mới có kết quả có ý nghĩa từ một số tiểu bang quan trọng trong khi georgia có thể công bố kết quả sớm hơn do tỷ lệ bỏ phiếu sớm và trực tiếp cao hơn nhưng các tiểu bang còn lại thì có thể muộn hơn Ví dụ, Wisconsin không được phép bắt đầu kiểm đếm các lá phiếu gửi qua thư cho đến ngày bầu cử. Điều này khiến việc kiểm đếm sẽ chậm trễ. Arizona có thể bắt đầu xử lý trước các lá phiếu mà họ nhận được trước ngày 5 tháng 11, nhưng một số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư dự kiến sẽ được gửi đến vào ngày bầu cử, báo giờ Hưu đưa tin. Theo báo tin tức, ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giới chức bầu cử tại thành phố Milwaukee thuộc bang Michigan của Mỹ thông báo sẽ tiến hành kiểm lại hơn 30.000 phiếu bầu qua đường bưu điện do phát hiện vấn đề ở các máy kiểm phiếu. Sự cố này được cho là sẽ làm chậm quá trình công bố kết quả bầu cử tại một trong những bang chiến địa quan trọng nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Người phát ngôn thành phố Milwaukee, ông Jeff Fleming cho biết, Quyết định kiểm lại 31.000 lá phiếu qua đường bưu điện đã được đưa ra sau khi phát hiện 13 máy kiểm phiếu gặp sự cố. Các máy này chưa được niêm phong hoặc không được giấy chức bầu cử cấp cao, bảo đảm an toàn đúng cách. Để khắc phục tình hình và đảm bảo tính công bằng của cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử Minkoki MEC đã quyết định bắt đầu lại quá trình kiểm phiếu cho tất cả các lá phiếu tại hạt Central Cow. Quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với các quan chức của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm đảm bảo tính minh bạch và loại bỏ mọi hành vi gian lận trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, ông Al Jacobs, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Wisconsin cho biết sự cố trên sẽ khiến quá trình kiểm phiếu của Mingoki bị chậm lại khoảng một giờ. Michigan là một trong bảy bang chiến địa có khả năng quyết định đến kết quả của bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông Trump đã thắng ở bang Michigan, một thành trì trước đây của Đảng Dân chủ trên con đường đánh bại bà Hillary Clinton vào năm 2016. Sau đó, tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã đưa Michigan trở lại Đảng Dân chủ vào năm 2020. Theo báo tin tức, truyền thông Mỹ vào ngày 5 tháng 11 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đang trong tình trạng báo động cao trước các nỗ lực can thiệp hoặc gây bất ổn của các thế lực bên ngoài trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết công tác chuẩn bị tại Lầu Năm Góc đang tập trung vào các mối đe dọa có thể xảy ra sau cuộc bầu cử. Một quan chức quân đội Mỹ nhận định giai đoạn chuyển tiếp sắp tới được coi là đặc biệt rủi ro vì diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, trong đó có hai cuộc xung đột lớn tại Trung Đông và Ukraine. Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một loạt kịch bản có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 đến lễ nhậm chức của Tổng thống tiếp theo vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng nhận định, trong bầu không khí căng thẳng hậu bầu cử, các thế lực bên ngoài có thể sẽ áp dụng các chiến thuật tương tự như những chiến thuật hiện nay nhằm làm suy yếu lòng tin vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và các quy trình bầu cử, cũng như làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội Mỹ. Theo báo tin tức, ứng viên Đảng Cộng hòa phát biểu sau khi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở bang Florida vào ngày 5 tháng 11. Nếu tôi thua cuộc bầu cử, mà đó là một cuộc bầu cử công bằng, tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Ông gọi những người tin rằng ông sẽ không nhượng bộ nếu thua cuộc bầu cử này là điên rồ. Ứng viên Đảng Cộng hòa cũng nói rằng ông sẽ không kêu gọi những người ủng hộ mình kiềm chế bạo lực trong trường hợp ông thua. Ông Trump nói tôi không cần phải nói với họ vì họ không phải là những người bạo lực. Tại điểm bỏ phiếu, ông Trump cho biết mình cảm thấy rất tự tin và lạc quan về chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 khẳng định đảng của mình làm rất tốt và tuyên bố rằng kết quả thậm chí sẽ không xích sao. Cựu Tổng thống cho biết ông đã bước vào ngày bầu cử hôm nay với một lợi thế rất lớn. Ông nói thêm, có vẻ như Đảng Cộng Hòa đã xuất hiện với một lực lượng hùng hậu, vì vậy chúng ta hãy xem kết quả sẽ ra sao. Sau đó, cựu Tổng thống Mỹ lưu ý rằng kết quả bầu cử sẽ có vào lúc 10 giờ tối. Tuy nhiên, ông chỉ đích danh bang chiến địa mang tính quyết định như Pennsylvania có thể mất 2 hoặc 3 ngày để công bố kết quả. Ông Trump cho biết mình sẽ theo dõi kết quả tại nhà riêng mà lago Chiều cùng ngày, bày tỏ trên mạng xã hội Xuxu, cựu Tổng thống Trump có bài đăng cáo buộc gian lận tràn lan tại Philadelphia, thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania. Ông Trump viết: Nhiều người nói về việc gian lận tràn lan ở Philadelphia. Lực lượng thực thi pháp luật hãy đến đó. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Philadelphia cho hay họ không biết ứng viên Đảng Cộng Hòa đang nhắc đến điều gì trong bài đăng này và không biết có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bỏ phiếu, đòi hỏi cơ quan hành pháp phải phản ứng. Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử ở Philadelphia. Ông lặp lại những tuyên bố như vậy tại một sự kiện ở Pennsylvania hồi tháng 9, nói rằng họ gian lận ở bang này, đặc biệt là ở Philadelphia, song không cung cấp thông tin cụ thể. Tại thành phố Minkowki thuộc bang chiến trường Wisconsin, giới chức bầu cử sẽ đếm lại 30.000 phiếu bầu qua thư sau khi phát hiện bằng chứng cho thấy cửa máy quét không được đóng đúng cách. Người phát ngôn thành phố là Jeff Fleming cho biết các quan chức bầu cử địa phương đã thảo luận với người dân và các luật sư để đảm bảo quy trình được thực hiện lại đúng cách. Tất cả máy quét phiếu đều được đặt về không và các lá phiếu sẽ được chạy qua máy lần nữa. Điều này có thể làm tăng thời gian kiểm phiếu lên vài giờ. Hiện cử tri Mỹ đang bước vào những giờ phút bỏ phiếu cuối cùng trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một số điểm bỏ phiếu tại các bang là Kentucky và Indiana đã đóng hòm phiếu vào lúc 18 giờ ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố ngay trong ngày. Trong khi đó nhiều bang ở bờ Đông của Mỹ sẽ đóng hòm phiếu vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương, tức là 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Các bang ở bờ Tây của Mỹ sẽ đóng cửa phòng phiếu muộn hơn. Tại 8 bang chiến địa, một số hạt bầu cử thậm chí còn phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ do sự cố kỹ thuật. Theo báo Nhà dân, tối ngày 5 tháng 11 theo giờ bờ đông của Mỹ, 3 trong số 6 bang đầu tiên đã đóng cửa hòm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo kết quả sơ bộ, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng tại bang Kentucky và Indiana, trong khi Phó tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ là ứng cử viên được lựa chọn tại bang Vermont. Như vậy, hiện ông Trump có 19 phiếu đại cử tri ở hai bang Kentucky và Indiana, bà Harris có 3 phiếu đại cử tri tại bang Vermont. Trong số 6 bang đóng cửa hòm phiếu đầu tiên có bang Georgia, một trong số các bang chiến trường trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Trong khi đó, nhiều bang ở bờ Đông của Mỹ sẽ đóng cửa hòm phiếu vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương các bang bờ Tây của Mỹ sẽ đóng cửa phòng phiếu muộn hơn. Tại các bang chiến địa, một số hạt bầu cử thậm chí còn phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ do sự cố kỹ thuật. Theo CNews, nhà sư học Alan Littman ngày 30 tháng 10 tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân rằng dự đoán của ông không thay đổi dù khoảng cách dẫn đầu của Harris tại các bang chiến trường đang dần thu hẹp và các cuộc thăm dò ngày càng cho thấy kết quả si sao. Ông nhấn mạnh, không có gì khiến tôi phải thay đổi dự đoán mà tôi đưa ra vào ngày mùng 5 tháng 9, bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến. Sai lầm duy nhất của ông Lindman là vào năm 2000, khi ông dự đoán ứng viên Angros của Đảng Dân Chủ sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Man gần đây đã bị chỉ trích vì những dự đoán của mình, đặc biệt là khi nhà thống kê chính trị Ned River cho rằng bộ tiêu chí của ông hoàn toàn tùy ý. Trong tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân, ông Lindman cũng chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò trong giới truyền thông, nhấn mạnh khả năng điều hành đất nước mới là yếu tố cho thấy ai sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, chứ không phải chiến dịch tranh cử. Ông Lindman đã tạo ra mô hình phân tích 13 chìa khóa nổi tiếng để dự đoán liệu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cầm Quyền sẽ thắng hay thua trong cuộc bầu cử tiếp theo. Theo mô hình của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Đảng Dân Chủ, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Trong buổi phát trực tiếp kéo dài 90 phút, nhà sư học nhấn mạnh ông không có quả cầu tiên tri và dự đoán của ông dựa trên lịch sử, song cũng thừa nhận những sự kiện chấn động có thể làm phá vỡ hình mẫu lịch sử này. Trước mỗi cuộc bầu cử, nhà sư Hồng này cho biết ông luôn có cảm giác lo lắng, nhưng năm nay cảm giác đó còn nghiêm trọng hơn. Ông nói, lần này tôi có cả một đàn quạ trong bụng. Theo báo Quân đội Nhân dân, song song với cuộc bầu cử Tổng thống, ngày 5 tháng 11, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu lại 1 phần 3 trên tổng số 100 ghế thượng viện. Đảng dân chủ đang giữ đa số mong manh tại Thượng viện khóa hiện nay với 51 ghế, bao gồm cả 4 thượng nghị sĩ độc lập ủng hộ Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa giữ 49 ghế. Trong cuộc bầu cử năm nay, Thượng viện Mỹ sẽ bầu lại 34 ghế, gồm 23 ghế của Đảng dân chủ và 11 ghế bên phía Đảng Cộng hòa. Đảng Dân Chủ đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn vì bắt buộc phải giành chiến thắng ở tất cả 23 cuộc đua để tiếp tục giữ đa số tối thiểu tại Thượng viện với 51 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa chỉ cần bảo vệ thành công 11 ghế hiện tại và giành thêm hai ghế nữa để nắm đa số. Trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, Đảng Cộng Hòa thậm chí chỉ cần giành thêm một ghế để chiếm đa số, vì khi đó Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ là Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ. Theo kết quả thăm dò công bố vào ngày 3 tháng 11 do Decisions-HQ gọi tắt là DDHQ thực hiện, Đảng Cộng hòa có 70% cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ từ tháng 1 năm 2025. Trước ngày bầu cử, Đảng Cộng hòa đã chắc chắn có thêm một ghế thượng nghị sĩ khi bang Tây Virginia, khi bang Tây Virginia chỉ giới thiệu thống đốc Jim Justice, một thành viên Đảng Cộng hòa thay cho vị trí của thượng nghị sĩ dân chủ vừa tuyên bố nghỉ hưu là John Martin. Báo New York Times đánh giá nhiều khả năng cuộc đua vào ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang Montana sẽ mang tính quyết định. Tại Montana, thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân Chủ là John Tester đang yếu thế trước ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, doanh nhân Tim Sihi. Kết quả thăm dò cho thấy ông Tim Sihi đang dẫn trước với khoảng cách an toàn là 50,9% so với 40,7% của ông John Tester. Báo The Hills nhận định Đảng Cộng Hòa đang rộng đường để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ qua tới, đồng thời dự đoán đảng này sẽ nắm giữ 52 ghế và Đảng Dân Chủ có 48 ghế. Theo báo VOV, bất kỳ ai đắc cử Tổng thống Mỹ trong năm nay đều sẽ sớm trở thành huyền thoại trên mặt báo. Nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ hoàn thành một cú lợi ngược dòng ngoạn mục trở lại Nhà Trắng. Sau khi thoát khỏi hai nỗ lực ám sát trong năm nay cùng một bản án hình sự ở toàn New York, bà Harris cũng đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ sau 250 năm đất nước này được lãnh đạo bởi nam giới. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc và tại các tiểu bang giao động quan trọng không cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa các ứng viên. Tuy nhiên, hai ứng viên vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình nhờ vào những lá phiếu từ bảy bang chiến trường Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Nevada và Arizona. Đảng dân chủ được khích lệ bởi tỷ lệ cử tri nữ đi bỏ phiếu sớm cao với quyền phá thai có khả năng là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm nay. Kể từ khi đa số thẩm phán tại tòa án tối cao do ông Trump bổ nhiệm đã lật ngược phán quyết đầu kiện quyết vào năm 2022, Phó Tổng thống Harris cũng nỗ lực hàn gắn những dạn nứt trong Liên minh dân chủ truyền thống, cố gắng thu hút sự chú ý của nam giới da màu nói chung và cử tri gốc Latin nói riêng. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa đang trông cậy vào những cử tri đã bất mãn với tình hình giá cả leo thang cũng như vấn nạn vượt biên trái phép dọc theo biên giới phía nam nước Mỹ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cựu tổng thống cũng hy vọng sẽ lôi kéo những cử tri trung dung về phe đỏ và thuyết phục họ đưa ra quyết định trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Ứng viên Đảng Dân chủ cũng hứa sẽ đưa nước Mỹ vào một kỷ nguyên tốt đẹp hơn thời kỳ ông Trump tại nhiệm trong một sự kiện tranh cử ở Bắc Carolina trước đó tôi đã sống với lời hứa ấy suốt bấy lâu nay và hôm nay nhìn vào mắt tất cả các bạn tôi hiểu rằng mình cần phải thực hiện nó trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta sẽ cùng đưa nước Mỹ tiến lên phía trước. Đảng dân chủ vẫn lạc quan sau cuộc thăm dò cuối cùng của chiến dịch từ Des Moines Register và MediaCom cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris ở mức 47% và dành cho ông Trump ở mức 44%. Tại thời điểm này 4 năm trước, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng từng ở vị trí tương tự bà Harris trên cùng bảng xếp hạng. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã gửi thông báo chỉ trích Iowa Poll và một loạt các cuộc khảo sát của New York Times, Siena College vì sự tranh lệch này. Cựu Tổng thống ngay lập tức sử dụng dữ liệu khảo sát mới để tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một cuộc bầu cử gian lận. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm bỏ phiếu, không còn cuộc thăm dò nào quan trọng nữa. Đã đến lúc người Mỹ phải đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình, ít nhất là trong vòng 4 năm tới. Theo báo tin tức, trong bối cảnh chỉ còn vài tiếng là tới bỏ phiếu chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử tại thành phố Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina vào buổi trưa ngày 4 tháng 11. Bắc Carolina với 16 phiếu đại cử tri đang chứng kiến cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai ứng cử viên. Theo thăm dò vào ngày 3 tháng 11 của chuyên trang bầu cử là HTTPS 2. gạch chéo, gạch chéo chấm rin clearpolling com gạch chéo. Ông Trump đang tạm dẫn trước bà Harris với tỷ lệ xích sau 48,8% và 48%. Cùng ngày, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng thực hiện hai cuộc vận động tranh cử khác tại thành phố Tiết bang Pennsylvania vào lúc 14 giờ tại Pittsburgh lúc 18 giờ. Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri được giới phân tích nhận định là bang chiến trường có ý nghĩa quyết định nhất trong chiến dịch bầu cử năm nay. Vào nửa đêm ngày 4 tháng 11, ứng cử viên Trump có cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước khi điểm bỏ phiếu mở cửa tại Grand Rapids thuộc Michigan, tiểu bang có 15 phiếu đại cử tri. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đều giành chiến thắng tại Michigan trong hai cuộc bầu cử gần đây nhất. Tuy nhiên, hiện hai ứng cử viên là Harris và Trump đang bám đuổi quyết liệt tại tiểu bang này với tỷ lệ thăm dò lần lượt là 48,4% và 48%. Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 4 tháng 11 cũng có hàng loạt nỗ lực vận động con thoi tại bang chiến trường quan trọng nhất Pennsylvania. Bà Harris đã tiến hành ba cuộc vận động phút chót ở Scanton, Arlenton và Pittsburgh trong buổi chiều. Nửa đêm cùng ngày, nữ ứng cử viên này khép lại chiến dịch vận động tranh cử tại thành phố Philadelphia. Phát biểu trước cử tri Pennsylvania, bà Harris bày tỏ tin tưởng đang có nhiều lợi thế trước ông Trump và bà sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Theo kết quả thăm dò cuối cùng trước giờ bỏ phiếu do tờ The Hill Immersion College polling thực hiện, hai ứng cử viên đang ở thế cân bằng trên phạm vi toàn quốc khi cùng nhận được 49,3% số phiếu ủng hộ. Tại các bang chiến trường, ông Trump dẫn trước ở Arizona, Georgia, North Carolina và Pennsylvania, bà Harris nắm ưu thế ở Michigan và Wisconsin. Hai ứng viên cân tài ngang sức tại Nevada.